Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev xác nhận nước này đang tăng cường sản xuất các loại vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất. Theo báo Ukrainska Pravda, tuyên bố trên được ông Medvedev, cựu Tổng thống Nga, đưa ra trên kênh Telegram ngày 11 tháng 12. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga xác nhận Nga đang tăng cường sản xuất những vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất. Ông Medvedev nói Nga muốn tự bảo vệ mình trước các đối thủ ở châu Âu, Mỹ và Úc. Ông Medvedev chỉ tiết lộ những vũ khí hủy diệt mới của Nga dựa trên các nguyên tắc mới mà không nói rõ chúng là gì. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo ông không loại trừ khả năng bổ sung khái niệm tấn công hạt nhân phòng ngừa vào học thuyết quân sự của Nga. Theo nhà lãnh đạo này, Nga đang phát triển các loại vũ khí mới, bao gồm vũ khí siêu thanh có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Ông chủ điện Kremlin cho rằng các tên lửa hành trình về hệ thống siêu thanh của Nga hiện đại hơn và thậm chí hiệu quả hơn so với của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Nga đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 12 thông báo các đơn vị khẩn cấp đang tìm cách giảm bớt tình trạng thiếu điện ở nhiều khu vực của Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là cảng Odessa ở Biển Đen. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm rằng, tại thời điểm này, có thể khôi phục một phần nguồn cung cấp điện ở Odessa, các thành phố và quận khác trong khu vực. Theo Reuters, lực lượng Nga bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái để tấn công hai nhà máy năng lượng ở Odessa vào ngày 10 tháng 12, khiến 1,5 triệu người không có điện sử dụng. Ông Zelensky cho biết, Odessa là một trong những khu vực mất điện thường xuyên nhất. Các khu vực khác cũng bị thiếu điện, bao gồm thủ đô Kiev, 4 khu vực phía Tây và khu vực Dnipropetrovsk. Kể từ tháng 10 năm nay, Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn.